đối với cái khái niệm là trẻ hóa, thu hẹp và làm đẹp vùng kín bằng laser đó, thì chúng ta có thể hiểu là gì? Theo một thời gian đó, thì là cái mô của người âm đạo đó ha, tức là cái mô collagen cũng như là các cái biểu mô ở phía dưới đó, nó lỏng lẻo, nó trùng nhão và nó làm cho âm đạo giãn rộng, cũng như là gì, cái sự lỏng lẻo trùng nhão đó đó nó sẽ làm cho người phụ nữ cảm thấy là nó rất là rộng, rất là lỏng lẻo và dễ có cảm giác như là khi mà quan hệ có thể là đau này, có thể là giảm cảm giác này ha, hoặc là có thể là có những cái tiếng động ha, hoặc là có khí ở trong âm đạo. Thì với công nghệ của laser đó thì nó là những cái tia bắn vi điểm xuyên qua cái lớp biểu mô và tác động vào cái lớp collagen phía dưới, nó làm cho tăng sinh tươi mới ha, dày dặn lên cái lớp collagen đó. Cái tự trẻ hóa này có nghĩa là chúng ta làm dày cái mô collagen tự thân của người bệnh nhân, và khi nó dày lên như vậy đó thì nó sẽ làm cho thu hẹp được cái khẩu kính của âm đạo, có thể thu hẹp được là khoảng từ 1,4 cho tới 2 cm, và cái đó là rất là đáng kể. Và vì cái thu hẹp này thì nó mang tính chất là gì, toàn bộ chu vi của âm đạo. Đó, thay vì một số cái phương pháp phẫu thuật thì người ta chỉ làm được 1/3 ngoài, hoặc là cùng lắm là 1/1, hoặc là gì ở một cái thành trước và thành sau thôi. Nhưng mà đối với laser chúng ta có thể làm được 360 độ ha, toàn bộ chu vi âm đạo nó dày đều đặn lại và nó cùng thu hẹp lại. Đó là một cái khái niệm mà chúng ta thấy ngày nay chúng ta hay nói rằng là trẻ hóa ha, và làm thu hẹp và khít âm đạo bằng laser. Đối với cái phương pháp trẻ hóa bằng laser thì cái cơ chế chính đó là sự tăng sinh tươi mới một cái mô collagen tự thân nằm ở dưới lớp bề mặt của niêm mạc âm đạo. Thì với cái sự tác động nhiệt của laser, và cái nhiệt này nó sẽ tăng dần lên, có thể từ 40 độ cho tới gần 60 độ ha. Và như vậy thì với tác động nhiệt như vậy nó sẽ thu hút các cái tế bào sợi tới, và nó sẽ bù đắp lại các cái cấu trúc, các cái vùng lỏng lẻo ở trong âm đạo, và nó sẽ bổ sung cái sự collagen. Và tiếp theo nữa là gì, nhờ mình có cái quá liệu trình điều trị 3 lần liên tiếp cho một cái lần tổng hợp, cho một cái lần điều trị cho cái mô âm đạo lỏng lẻo đó, thì cái collagen đó nó được tái cấu trúc, tái sắp xếp và nó bền chắc hơn. Và nó giúp cho gì, sau điều trị thì người phụ nữ có thể cảm thấy rất là viên mãn, rất là hạnh phúc với cái điều trị của mình, kéo dài có thể lên tới 1 năm tới 1 năm rưỡi. Đối với cái ưu điểm của cái phương pháp trẻ hóa âm đạo bằng laser đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với cái phương pháp này chúng ta không phải thực hiện phẫu thuật, không phải xét nghiệm máu, không phải nhịn đói, chúng ta cũng không cần phải là thực hiện các cái tiểu phẫu về dao kéo ha, chúng ta sẽ không sợ có vết thương, không sợ nhiễm trùng, không phải uống kháng sinh, cũng như là gì, không phải kiêng giao hợp lâu ngày từ 4 tuần cho tới 6 tuần đối với các cái phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa của vùng âm đạo. Đặc biệt là gì, laser này nó rất là an toàn. Chính vì cái độ an toàn và cái sự tiện lợi, cũng như là gì, thời gian thực hiện một ca laser như vậy đó thì chỉ mất khoảng 20 phút thôi. Và như vậy thì người phụ nữ có thể về liền sau thử tiểu phẫu, sau cái thủ thuật về laser đó. Và như vậy cái chăm sóc sau đó cũng thế, chăm sóc rất là đơn giản, nhẹ nhàng, chỉ là có thể chúng ta chỉ cần uống thuốc giảm đau nhẹ nhẹ ha, Panadol, Efferan Gang chẳng hạn vậy. Nhưng chúng ta những ngày đầu chúng ta cảm thấy nó hơi bị phù nề nhẹ nhẹ, cái mô âm đạo chúng ta có thể uống được. Thì với những cái sự chăm sóc nhẹ nhàng đó, và với những cái vấn đề là chúng ta khắc phục được các cái biến chứng cũng như là các cái yếu điểm của phẫu thuật thẩm mỹ, thì rõ ràng cái laser thẩm mỹ trong âm đạo đã vượt trội hết để các ưu điểm trong vấn đề chăm sóc sức khỏe của người phụ nữ. Đầu tiên, đối với cái quy trình mà thực hiện laser trẻ hóa và thu hẹp vùng kín âm đạo tại Viện Tâm Anh chúng tôi đó, thì chúng tôi sẽ phải đưa qua một các bác sĩ chuyên gia về sàn chậu. Bởi vì sao, tất cả các cái vấn đề liên quan tới cái đường sinh dục nữ, giống như là lỏng lẻo này ha, âm đạo giãn rộng này, bị xón tiểu này ha, bị khô hạn này, hoặc là bị xa bàng quang, tử cung, trực tràng, xa các cái thành âm đạo chẳng hạn, thì bác sĩ chuyên khoa về sàn chậu tại Bệnh viện Tâm Anh chúng tôi có thể có những cái đánh giá, đưa ra được những cái đánh giá chính xác và chọn được cái phác đồ điều trị laser phù hợp. Thì với sự thăm khám đầu tiên là người bệnh sẽ phải trải qua cái thăm khám với bác sĩ chuyên về sàn chậu, thì chúng ta đánh giá kỹ lưỡng về cấu trúc giải phẫu và chức năng của âm đạo của người phụ nữ. Sau đó thì bác sĩ sẽ tư vấn về cái liệu trình điều trị laser phù hợp với người bệnh. Và cho dù liệu trình nào thì chúng ta cũng đều phải xây dựng ở trên cái phác đồ chuẩn của cái laser điều trị về thu hẹp âm đạo, đó là chúng ta trải qua 3 lần và bắn tia laser ha, 3 lần này cách nhau 2 tuần, và như vậy thì sau 3 lần là chúng ta đã kết thúc liệu trình điều trị thứ nhất.
Thì với cái điều trị này á, thì người bệnh chỉ cần tới theo cái hẹn của bác sĩ, tức là gì, chúng ta sẽ đi vào những cái ngày mà không có đang chảy máu này ha, không có đang viêm nhiễm âm đạo này, không có đang đặt thuốc này đó, và chúng ta không có đang điều trị một số cái bệnh lý về viêm nhiễm sinh dục, hoặc là bệnh lý về tổn thương tế bào cổ tử cung bất thường, hoặc là các cái bất thường về tử cung mà chúng ta chuẩn bị đi phẫu thuật, thì chúng ta cũng sẽ tạm thời hoãn lại. Thì bác sĩ sẽ giải thích rõ các cái quy trình này và các chỉ định và cái thời điểm phù hợp. Sau khi mình chọn được cái thời điểm phù hợp rồi ha, thì cái ngày hẹn đến để mình tiến hành laser đó, thì bác sĩ sẽ thăm khám lại lần nữa ha. Bác sĩ sẽ làm sạch âm đạo cũng như là thoa tê ủ ẩm để cho người phụ nữ cảm thấy thoải mái trong quá trình làm tia laser. Bởi vì sao, quá trình làm thì nó sẽ có hơi nóng nhẹ, hơi kích thích, lướt lướt nhẹ nhẹ ha, không đến nỗi là quá đau. Tuy nhiên thì người bệnh tùy theo cái sức chịu đựng mỗi người, có người sẽ cảm thấy rằng là họ cần phải thoa tê nhiều hơn, thì bác sĩ cũng sẽ có sự chuẩn bị. Và sau khi thoa tê xong thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cái phần là tiến hành laser. Và thời gian mà chúng ta bắn cái tia laser đó ở trong âm đạo đó thì mất khoảng độ 20 phút, và sau khi làm xong thì người bệnh có thể nghỉ ngơi tại chỗ trong vòng 50 phút. Và trong thời gian đó thì bác sĩ cũng sẽ dặn dò các quá trình mà chúng ta sẽ chăm sóc và hẹn tái khám làm ở các lần tiếp theo. Thì sau khi chúng ta hết 3 liệu trình laser như vậy thì cái lần tái khám cuối cùng sẽ là 1 tháng sau để chúng ta đánh giá hiệu quả. Đối với cái laser ở trong thẩm mỹ phụ khoa ha, và thì chúng ta thấy rằng là gì, cái chỉ định của cái đối tượng sử dụng cái phương pháp laser này nó rất là rộng. Có thể từ những phụ nữ trẻ ha, thời điểm mà chúng ta chưa có hề quan hệ luôn ha, chưa quan hệ tình dục, cho tới người phụ nữ có gia đình, mang thai, hoặc là tức là đã từng mang thai và sinh con, hoặc là gì, dành cho cả những phụ nữ mà lớn tuổi giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Bởi vì sao? Thứ nhất là với cái cơ chế tác động của cái laser Eclume Jack này á, thì chúng ta thấy là gì, có thể giúp cho điều trị các cái bệnh lý về xa, giãn nhã âm đạo ha, có thể cắt bỏ được các cái mô dư thừa ha, gây ra mất thẩm mỹ, gây xấu ở phía ngoài da, niêm mạc của cái vùng hội âm ha, vùng cửa mình hoặc là trong âm đạo. Rồi có thể là điều trị được tất cả những cái bệnh lý về xón tiểu ha, cười, ho, hắt hơi, ra nước tiểu ở mức độ vừa phải ha. Ví dụ như là có thể là ướt nửa cái băng vệ sinh thì chúng ta vẫn có thể điều trị được. Rồi tiếp theo nữa là gì, các cái bệnh lý về xa tạng trọng, xa bàng quang ha, xa thành trước thành sau âm đạo, thì với các cái bệnh lý xa thì cái laser này đặc biệt là nó sẽ làm co rút cái mô collagen lại và nó kéo cái khối xa lên trên và phía trong âm đạo luôn. Và như vậy thì người phụ nữ sẽ cảm thấy rằng là đây là một cái phương pháp mà nó hoàn toàn dễ chịu ha, rất là dễ chịu. Một cái điều duy nhất đối với cái điều trị laser là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chi phí ha, cũng khá là đáng kể. Có thể là mỗi lần điều trị như vậy thì bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho mình cái chi phí phù hợp để cho mình chọn lựa được cái phương pháp này. Đó. Thì đối với cái phụ nữ mà giai đoạn tuổi xế chiều ha, tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì laser đặc biệt phù hợp. Bởi vì sao? Các cái triệu chứng rối loạn niệu sinh dục của người phụ nữ giai đoạn này, ví dụ như là âm đạo khô hạn này ha, rồi cảm thấy rằng là không còn ẩm ướt nữa, hoặc là các cái triệu chứng kích thích đường niệu sinh dục như là gì, đi tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt ha, không kềm chế được nước tiểu nhiều đó chẳng hạn vậy, hoặc là gì, họ cảm thấy giao hợp đau, giao hợp thiếu cảm giác ha, đó. Rồi các cái thành âm đạo bắt đầu cảm thấy nó trùng, nó nhão, hoặc là gì, ở cái vùng da phía ngoài ha, họ cảm thấy nó trùng nhão, nó không được còn hồng, nó hơi bị thâm. Thì đối với laser mà trẻ hóa ha, từ âm đạo cho tới phía ngoài cửa mình, thì rõ ràng là ngay cả những phụ nữ lớn tuổi chúng ta vẫn có thể chọn lựa được. Đối với những phụ nữ mà họ còn trẻ và chưa lập gia đình, chưa sinh con bao giờ đó, thì nếu như họ cảm thấy rằng là ở phía ngoài họ có những cái khiếm khuyết mất thẩm mỹ ha, trong cái vùng ngoài, ví dụ như là ở cái môi nhọn hơi bị thâm ha, hoặc là hơi bị dư thừa, chúng ta có thể cắt bỏ một chút xíu ha, hoặc là chúng ta có thể làm hồng lên ha, hoặc là một số cái mụn thịt nó nằm ở phía ngoài, thì với cái laser này chúng ta có thể cắt được những cái cấu trúc ha, mà nó dư thừa, nó làm cho cái phía ngoài nó không được đẹp. À,
còn sau cái thủ thuật laser mà chúng ta thực hiện cái thu hẹp âm đạo và trẻ hóa đó, hoặc là điều trị các bệnh lý về sàn chậu ha, thì chị em phụ nữ chúng ta có chỉ cần thực hiện các cái biện pháp kiêng cữ một cách đơn giản nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là gì, chúng ta kiêng giao hợp trong vòng 1 tuần hoặc tối đa 2 tuần nếu như họ cảm thấy rằng họ chưa sẵn sàng cho vấn đề giao hợp, không bắt buộc là kiêng giao hợp quá lâu. Sau 3 ngày họ đã cảm thấy khá là thoải mái rồi, và sau 1 tuần họ cảm thấy gần như bình thường. Đó, thì những cái động tác mà nó có tác dụng làm cho cái vùng âm đạo bị kích thích như là đi bơi, chạy bộ này ha, hoặc là tập tạ này, tập gym nặng, thì chúng ta nên kiêng trong vòng 1 tuần đầu tiên mà thôi. Sau đó thì mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Nếu như mà chị em phụ nữ chúng ta chỉ hiểu chung chung rằng là laser điều trị trong cái chuyện là thu hẹp hoặc là làm khít âm đạo không, thì mình sẽ bị nhầm lẫn với nhiều cái loại laser khác nhau. Ví dụ laser CO2 này ha, hoặc như là Epiumyac này, là cái mà bên Tâm Anh đang sử dụng. Thì rõ ràng là hồi xưa đó, thì với cái laser CO2, nếu mà vào những cái người mà thực hiện đó, người bác sĩ hoặc kỹ thuật viên đó, mà họ không có nắm kỹ về kỹ thuật, thì đôi khi họ sẽ gây ra những cái biến chứng rất là khủng khiếp, ha, có thể tạo sẹo, có thể chảy máu ha, và nó làm co rút và làm xấu cái phần âm đạo rất là nhiều. Thì riêng đối với cái thằng laser Epiumyac này á, nó cực kỳ an toàn, gần như là tuyệt đối luôn, 100%. Và nhưng chính vì cái độ an toàn cao như vậy đó, thành ra là gì, nó rất là được ưu chuộng hiện nay. Và thứ hai nữa là gì, cái sự phá hủy mô âm đạo của cái thằng laser này nó là vi điểm và nó rất là thấp, và nó khá là sinh lý. Bởi vì sao? Chính vì cái mức độ tác động nhiệt vừa phải và có kiểm soát của cái hệ thống máy laser Epiumyac mà chúng tôi đang sử dụng đó, nó kiểm soát được tất cả các biến chứng. Và có thậm chí có thể sử dụng được ở trên phụ nữ đã từng trải qua phẫu thuật, tức là trước đó họ đã từng phẫu thuật thẩm mỹ thu hẹp âm đạo rồi, sau đó thì lại âm đạo giãn rộng, hoặc là có bị sa tái phát thành bàng quang ha, hoặc là sa tái phát thành trước thì sau âm đạo, thì chúng ta có thể sử dụng laser trên những cái sẹo đó vẫn được luôn ha, và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm đối với cái phương pháp laser Epiumyac mà Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chúng tôi đang áp dụng.